Vâng, hello chào mọi người nhé. Thì hôm nay tôi được nghỉ chủ nhật thì đi dạo một vòng quanh nơi sống để đón cái không khí thoáng mát của đầu mùa đông, đầu mùa thu các bạn. Giờ Nhật Bản chuyển vào thu rồi, vụ thứ hai trong năm, vụ lúa thứ hai trong năm chắc gặt rồi. Vì tôi đi sang Nhật Bản chơi, trên đường đi có cánh đồng này, thấy nó cực kỳ đẹp. Các bạn thấy con đường ở ngoài ruộng nhưng mà nó hiện đại, nó phát triển, nó làm gấp mấy lần Việt Nam. Ở bên này con đường ruộng làm cực kỳ đẹp nên tôi quyết định là quay lại những cái cảnh ở đây cho mọi người xem. Ở đây lúa thì nó không không được đẹp như bên lúa mình đâu, nhưng mà các bạn thấy đấy, ở đây nó chỉ khác cái bên mình là khác cái cơ sở hạ tầng. Bạn thấy bờ ruộng tôi làm đổ bê tông thẳng tưng, và cơ ruộng thì nó hệ thống mương máng đấy. Thì bên này ốc bươu vàng thì rất nhiều các bạn, hệ thống mương máng thoát nước cực kỳ hiện đại. Đây các bạn thấy không? Còn lúa thì nó cũng bình thường, các bạn nhìn quang cảnh ở vùng núi. Đây con đường ra ruộng thì cực kỳ đẹp, thẳng tắp. Bờ ruộng thì kè đổ bê tông hết, bạn thấy cực kỳ đẹp các bạn. Đây, các bạn cùng tôi tham quan cái cảnh đẹp lúc chiều tà Yogyakarta. Bây giờ hiện tại bây giờ là 5 giờ các bạn, tôi sang nhà bạn chơi 5 giờ tôi mới về. Đây các bạn thấy đấy, bên này nó hiện đại chỗ khác cái bên mình là hệ thống mương thoát nước người ta làm gồm có hai cái, một cái ở dưới là thoát nước lớn, còn cái bên trên là nước dẫn vào ruộng. Đường ruộng người ta làm rào chắn các thứ đầy đủ hết. Đấy, các bạn thấy. Và khi gần gạt thì họ tháo hết nước các bạn để cho nó khô ruộng để máy xuống không bị lầy. Đấy, các bạn thấy. Bên này họ đang gặt lúa rồi. Vào vụ thu bây giờ đã chuẩn bị gặt lúa, có chỗ gặt chỗ chưa. Em mới thấy quá đẹp. Việt Nam mình thì khi nào mà có con đường ở ngoài ruộng nó đẹp thế này các bạn. Cảnh như đẹp buổi chiều ta đi. Nắng xế chiều đẹp lắm các bạn. Phong cảnh cực kỳ đẹp. Trên kia là rừng núi, bên ngoài, bên kia là đường lớn. Tôi ít khi tôi đi đường lớn, tôi toàn đi đường tắt, đi đường ruộng. Bởi vì đi đường lớn thì nhiều xe với lại nhiều ngã tư, mình phải dừng đèn đỏ nhiều. Còn mình đi đường ruộng này này, đi đường tắt đường đống này thì mình ít khi phải dừng đèn đỏ. Đấy các bạn thấy. Phong cảnh này cực kỳ đẹp. Đấy, thỉnh thoảng thì đi chơi thì review các cái cảnh đẹp ở nông thôn. Tôi ở nông thôn cũng không có cái hiện đại như thành phố, nhưng có một số các bạn sống ở các thành phố thì cũng có cái hay. Thành phố sống nông thôn nó yên tĩnh, nó không ồn ào, nhiều cái cảnh đẹp. Các bạn xem hay thì hãy cho mình xin một like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình có động lực để ra những video mới. Tôi xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.